Action bảo trợ và anh Văn sẽ đại diện gửi cái phần quà này. Rồi, giải ba. Đầu. Giải ba. Chưa đọc. Rồi mời cô Trinh Anh. Dạ, giải ba là thí sinh mang số báo danh 24, bé Lê Cảnh Quang. Lê Cảnh Quang, tính nói chú Lê Cảnh Hải. Cháu nội. Rồi, tiếp, giải đi. Tiếp theo, kính thưa quý vị, giải nhì. Rồi, giải nhì sẽ được bảo trợ tiền mặt 300 Mỹ Kim do anh Danh Nguyễn, công ty RV Metal, anh Danh chuẩn bị lấy xe 300 Mỹ Kim, tiền mặt thuộc về để bảo bảo trợ là ông bà Lê Cảnh Hải. Rồi bây giờ mình lại công bố đây, tay sợi dây chuyền chú xoay qua cho khán giả xem đó, rất là đẹp nha quý vị. Dạ vâng, giải nhất quý vị thuộc về 1, 2, 3 nghe. Bé nào, bé nào mang chữ T đầu, chữ T. Bé Thanh. Ủa? Bé Thanh chữ T, hai chữ T luôn á. Ồ, dạ. Mà không phải là TH em ơi. Ồ dạ, buồn. Chữ T, chữ U. Sắc U là Tú Quyên. Thưa quý vị, cho bé Tú Quyên một tràng pháo tay hình lớn con số 13. Dạ vâng, bà con xin trân trọng kính mời mọi người đến từ đường Việt, thất hiện Việt, viện trưởng chùa Liên Hoa, cũng như là nhà tài trợ là chúng ta gặp lại thiên bàn Kim Châu sẽ ra cái giải thưởng này. Đó là một cái sợi dây chuyền 24 carat mặt cờ trị giá 500 Mỹ Kim. Có hai em đó, ok đó, cảm ơn ông. Dạ.
và Đăng Lan. Dạ. Và bây giờ đến phiên thầy chủ trì phát quà lì xì cho các em. Bé này chưa có, còn một bé. Ok, Hoa Hương sẽ lì xì. Bây giờ quý vị tránh ra để Hoa Hương lì xì từng em một. Quà mấy em được nhìn nhảy quá ha, hai ba cái bao lì xì quá ha. Trời, không có cái bao nào cũng được nè. Dạ, kính thưa quý phụ huynh, chúng ta mang niềm vui cho các em. Chúng tôi cũng mang niềm vui cho hội quán năm Đà Nẵng cùng với thầy. Thành ra trên đường về thì tính thì đúng giờ, nhưng mà thưa quý vị, có những cái chuyện kẹt xe, chúng tôi làm đủ thứ mà khó khăn là mới tới đây. Dạ vâng, Yến ơi, để cho con xin thông báo này trước khi tất cả các phụ huynh của các em cho các em đi về đó. Thì quý vị, hiện tại bây giờ thầy Hòa Thượng Thích Huyền Việt đang ngồi ở phía trên cái ghế này. Mời phụ huynh cho các em nào không có thi, cũng không có mặc quốc phục, cũng không sao cả, đến trước mặt thầy trụ trì thì thầy sẽ lì xì cho các em một cái bông, một cái bao thơ đỏ. Các phụ huynh mang các em tới để gặp thầy, chào thầy để mà nhận quà. Và nếu mà em nào có thể chúc Tết của tất cả các con cháu của mình gửi đến cho những người lớn tuổi đó, rồi chúc Tết thì sẽ có lì xì. Bác giống như con ở đây con chúc Tết bố Hiến vậy. Thôi đó, bây giờ chúc này bố Hiến lì xì cho liền. Rồi, Hải ơi Hải, có cò. Dạ, con ở đây một lần nữa xin kính chúc đến bố Hiến thật nhiều sức khỏe, luôn luôn trẻ mãi không già, và luôn luôn tiếp tục đứng ở trên sân khấu của chùa Liên Hoa cùng với lại chúng con, để mà tiếp tục chúng con có thể học hỏi nơi những cái hay, cái đẹp, cái văn hóa của người Việt quốc gia của chúng ta, cũng như là cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều cho. Thanh Thanh một tràng pháo tay thật lớn, biết đâu chừng sẽ được hai cái lì xì của bác Hiến. Con cũng xin phép được chúc bố là sang năm mới là năm nay là sức khỏe là trên hết. Bố phải có sức khỏe thì mới có thể làm được tất cả những gì mình chỉ có muốn, và bố sẽ được an khang, thịnh vượng và bình an. Rồi bây giờ hai đứa chúc bố, thì bố chúc hai con trở lại và năm tới chứ là MC xuất sắc hơn nữa, và sức khỏe dồi dào để mà còn cùng nhau làm việc và diễn hành đạo pháp. Bây giờ thì lì xì cho một cái, lì xì một cái, rồi hãy làm việc tiếp tục. Dạ, bây giờ bố đưa con. Dạ. Ở dành bố lì xì lên đây, lì xì cho nhau luôn. Dạ vâng. Rồi bác nhã cũng chuẩn bị trở lại. Hay có sự gì của ca sĩ thứ hai chuẩn bị. Dạ, kính thưa quý vị, cha anh cũng là một trong những thành viên nhiều cực khổ hy sinh như ngày hôm kia hỗ trợ. Thành ra quý vị thấy chúng tôi giao cho một sắp lì xì dân để mà nãy giờ cho các em, và riêng dân thì lì xì chúng tôi đều có nhìn liền, nhưng mà chúng tôi có cái lì xì này rất là đặc biệt, là lì xì cho sự may mắn, mà chúc dân may mắn trên quân trường cũng như tất cả mọi việc để cùng nhau làm việc chung. Cảm ơn bác. Dạ vâng, bây giờ trả lại sân khấu cho Thanh Thanh và Trọng Hải. Dạ vâng, con cảm ơn bác Hiến rất nhiều.
Và kính thưa tất cả quý vị, coi như là chúng ta đã hoàn tất một cái chương trình thi quốc phục thiếu nhi được duy trì rất là nhiều năm. Quý vị, nếu lần sau có thì quý vị thấy có xe của trường, quý vị cứ là thẳng lên thân và thoải mái, khi giao cho con em cũng là càng sớm càng tốt. Và bây giờ thì chương trình văn nghệ sẽ bắt đầu xuyên suốt cho tới 11 giờ đêm. Còn khán giả thì văn nghệ sẽ tiếp tục với đây. Nữ ca sĩ Trúc Mai cùng với lại tiếng đàn mười ngón tay vàng của nhạc sĩ Võ Đức Phương. Cảm ơn chị Thanh Thanh và Trọng Hải rất nhiều ạ. Là đã được nội dung Trúc Mai xin gửi đến quý vị lựa chọn chương trình thế nào. Dạ, xin kính chúc thầy và sư cô và quý vị tự ở đây được nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Bắt đầu chương trình, tôi xin gửi đến một bài phẩm Điệp khúc mùa xuân của nhạc sĩ Diệu Vũ. Xin mời quý vị nghe. Tốt là mai, mai mới phát. Chị làm YouTube lên mạng luôn. Mày lên luôn.